Với mong muốn mang đến cho khách hàng những mẫu thiết kế hoa trang trí tiệc sang trọng đẳng cấp, Thành Lan Event đã xây dựng một đội ngũ thiết kế hoa chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, bà Phạm Thị Anh Thơ, giám đốc công ty Thành Lan Event cũng đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết của mình để nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi trên thế giới để giúp cho công ty của mình có nhiều sản phẩm độc đáo, khác lạ hơn so với những nơi khác. Một trong những hoa chủ đạo mà Thanh Lan Event sẽ sử dụng chính là hoa lan, một trong những loài hoa sang trọng mang nhiều ý nghĩa cao quý. Từ hồi nhỏ là cái niềm đam mê của tôi là trở thành nhà thiết kế thời trang, và tôi đã làm 12 năm cho nhà thiết kế thời trang Mai Lâm. Vì sao tôi lại thích hoa lan? Là có một lần tôi đã nhìn thấy hoa lan với ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cánh hoa. Những cánh hoa nó lấp lánh như pha lê, và tôi nhìn tôi sẽ một ước mơ, một ngày nào đó tôi sẽ mở công ty hoa lan, và 4 năm sau ước mơ đó thành hiện thực. Và công ty hoa lan của tôi đã hoạt động được 5 năm, và trong 5 năm tôi đã thiết lập ra được 2 công ty hoa lan và đã bán thương hiệu thành công. Và lý do tại sao tôi lại mở Thanh Lan Event, vì đó là nó kết nối giữa Hoàng Lan và cái ước mơ Hoàng Lan. Trong thời gian mình thiết lập Thanh Lan Event thì trước đó mình cũng đã nghiên cứu rất nhiều về các công ty event ở Việt Nam, và cũng đi tham gia các sự kiện về triển lãm, về event ở Việt Nam. Và trong đó là mình cũng có xem rất nhiều cái video clip của các nước trên thế giới về những cái sự kiện đám cưới, sinh nhật. Thì những cái đó mình xem lại nó tích tụ cho mình những cái, mình tạo ra một sản phẩm rất tinh tế và tỉ mỉ. Ở đây mình muốn mang đến sản phẩm cho khách hàng là sự tỉ mỉ và sự hài hòa của hoa với không gian mà từng khách hàng yêu cầu. Thanh Lan Event gửi đến lời cảm ơn khách hàng đã ủng hộ thời gian qua, và thời gian tới Thanh Lan Event hy vọng khách hàng là bạn đồng hành cùng Thanh Lan và cho Thanh Lan càng ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, Thanh Lan Event cũng giới thiệu đến quý khách hàng nhiều kế hoạch phát triển trong năm 2016 với hy vọng đến gần hơn với nhiều phân khúc khách hàng, để tất cả mọi cơ quan gia đình đều có thể sử dụng sản phẩm tốt nhất với giá thành dễ chịu nhất, giúp quý khách hàng có được một không gian tiệc sang trọng đẳng cấp cùng nhiều loài hoa trang trọng, độc đáo.